Video này Giang xin tiếp tục chia sẻ về mặt bằng tầng của hai tháp, đó là tháp B và tháp D. Tháp B hay còn gọi là tháp Xin và tháp D là tháp Mê Công anh chị khách hàng nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết của tháp Xin. Thì đây là thiết kế mặt bằng tầng của tháp Xin anh chị khách hàng nhé. Thì tháp Xin của chúng ta là số lượng căn cũng giống như tháp Đa Nếp, là tổng cộng là 31 căn. Thì 14 căn là nằm ở khối Xin 2 và 17 căn nằm ở khối Xin 1. Đó. Thì thiết kế của chúng ta cũng chia làm tổng cộng là 5 option thiết kế, 3 option thiết kế loại căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh và 2 option thiết kế loại căn 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Về những cái căn thiết kế nè, về những căn thiết kế như anh chị khách hàng thấy là nó cũng giống như những cái căn hộ của tháp Đa Nếp. Bây giờ chúng ta cùng đi qua chi tiết về option căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh loại 59 m² anh chị khách hàng nhé. Thì căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh loại 59 m² này á, có tổng số lượng căn là 19 căn. Thì trong đó ở khối Xin 1 có tổng cộng 11 căn, ở khối Xin 2 là có tổng cộng là 8 căn. Và chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cái option thứ hai của loại 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh, đó là cái option với diện tích thiết kế là 69.72 m² và diện tích sử dụng của cái căn này là 64.47 m² anh chị khách hàng nhé. Thì trên mặt bằng tầng anh chị khách hàng thấy là tổng cộng số lượng căn của chúng ta là có 6 căn. Thì nó có hai căn ở khối Xin 1 và 4 căn ở khối Xin 2. Và diện tích của phòng ngủ chính của option này là 11.94 m² và phòng ngủ số 2 là 10.35 m² và diện tích phòng khách và nhà bếp là 27.78 m² anh chị khách hàng nhé. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu qua về option thứ ba loại 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Thì option này là cái diện tích gọi là mở. Diện tích mở là về thiết kế là nó gần như cái loại 69.72 m², nhưng nó mở thêm cái phần lô gia, là có thêm cái không gian để anh chị có thể gọi là để mình trồng cây cảnh á. Thì đó, đặc biệt cái loại căn này chỉ nằm ở từ tầng 17, 18 và 19 anh chị khách hàng nhé. Thì mỗi sàn của mỗi tầng là có tổng cộng là 2 căn, một căn nằm ở khối Xin 1 và một căn nằm ở khối Xin 2. Thì tổng cộng nguyên một tháp của chúng ta chỉ có 6 căn luôn anh chị khách hàng á. Và đây là những căn vô cùng đặc biệt và căn này rất là cháy hàng. Khi mà chủ đầu tư An Gia công bố mặt bằng chi tiết của tháp Đa Nếp cũng như tháp Xin thì những căn này được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Và bây giờ chúng ta cùng đi qua hai option tiếp theo của loại căn 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Thì có option đầu tiên á, là những căn với diện tích là 85.42 m². Thì những căn này với diện tích khá là khiêm tốn, nhưng mà chủ đầu tư An Gia thiết kế rất là tối ưu về không gian sử dụng, lên tới 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, để cho anh chị khách hàng có những cái thành viên trong gia đình với số lượng đông và có nhu cầu ở chung một không gian sống thì có thể lựa chọn căn này. Thì căn này là diện tích sử dụng của căn này là 79.75 m² anh chị khách hàng nhé. Thì số lượng căn này là có tổng cộng là 5 căn trên một mặt bằng tầng. Thì đối với khối Xin 1 thì có tổng cộng là 4 căn và khối Xin 2 là có 1 căn anh chị khách hàng nhé. Diện tích phòng ngủ chính á, thì là thiết kế là 11.91 m². Diện tích phòng ngủ số 2 là có là diện tích là 12.16 m² và phòng ngủ số 3 là 7.81 m². Và diện tích sử dụng của không gian phòng bếp và phòng khách là 28.27 m² anh chị khách hàng nhé. Và tiếp theo sau đây Giang xin chia sẻ về một cái căn hộ VIP nhất của dự án Westgate, đó là căn 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh với diện tích lên đến 113.42 m² và là căn đặc biệt của tháp Xin này.
vì mỗi tầng chỉ có đúng một căn anh chị khách hàng nhé, và căn này là nằm ở khối sinh 2. Thì khi mà mình sở hữu căn hộ trên một mặt bằng tầng thì nếu mà so cùng phân khúc trên một mặt bằng tầng thì anh chị sở hữu cái căn này là anh chị là một trong những cư dân VIP nhất của nguyên một cái sàn trên một mặt bằng tầng anh chị khách hàng nhé. Thì căn này là chủ đầu tư An Gia cũng thiết kế cho mình một cái căn hộ mẫu tại nhà mẫu An Gia Gallery. Anh chị muốn xem qua cái thiết kế mẫu của căn 113.42 mét vuông này như thế nào thì Giang xin mời anh chị đến nhà mẫu An Gia Gallery, tọa lạc tại địa chỉ 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước khi đến, anh chị vui lòng đăng ký trước qua số điện thoại 0914245885. Thì Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của An Gia Sales Center sẽ hỗ trợ đăng ký trước để anh chị tham quan và hỗ trợ nhân viên tư vấn chi tiết về thiết kế của căn này cho anh chị, để anh chị có thể tìm hiểu kỹ hơn về thông tin thiết kế của căn hộ 113.42 mét vuông này và tham quan luôn những cái sao bàn thiết kế xung quanh của dự án Westgate luôn anh chị khách hàng nhé. Thì bây giờ Giang xin quay lại đi về chi tiết về cái diện tích sử dụng của cái căn hộ 113.42 mét vuông này. Là diện tích sử dụng của toàn căn của chúng ta là diện tích 106.93 mét vuông. Thì đối với diện tích của căn phòng ngủ chính là 19.35 mét vuông và phòng ngủ số 2 là 13.67 mét vuông. Phòng ngủ số 3 là 9.92 mét vuông và diện tích sử dụng của không gian phòng bếp và phòng khách là 37.97 mét vuông chị khách hàng nhé. Vâng, đó là những cái thông tin chia sẻ về các thiết kế, các option của những căn hộ của chúng ta. Những anh chị nào muốn sở hữu một căn hộ tại Tháp Sin, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của An Gia Sales Center sẽ hỗ trợ cho anh chị chi tiết nhất về tất cả những thiết kế của từng căn hộ và thiết kế chi tiết của từng mặt bằng tầng luôn anh chị khách hàng nhé. Vâng, hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án Westgate hoặc là An Gia Gallery. Xin chào anh chị.